cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có thông báo số 2399 ngày 9 tháng 9 năm 2024 về việc tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính. Cụ thể, qua công tác kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Yên Mỹ đang tạm giữ 100 xe mô tô, xe máy đã qua thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến xử lý. Công an huyện Yên Mỹ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện hiện đang tạm giữ đến liên hệ với đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Mỹ để giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Cuối cùng, nếu chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp người vi phạm không đến liên hệ giải quyết thì số phương tiện này sẽ bị tịch thu bán đấu giá xung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam đã ra tù sau khi được hội đồng xét duyệt giảm án đồng ý cho giảm toàn bộ thời gian còn lại của mức án. Trại giam An Phước, Bộ Công an tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, làm các thủ tục theo quy định để bà Hằng ra tù theo đại diện viện kiểm sát hội đồng xét duyệt giảm án gồm đại diện của tòa án và viện kiểm sát đã xét duyệt quyết định giảm án theo đề xuất của trại giam và cho hàng trăm phạm nhân trong đó có bà nguyễn phương hằng Việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt giảm án dựa trên các đề xuất từ trại giam về quá trình chấp hành án và cải tạo tốt của phạm nhân. Sau khi nhận được đề nghị, hội đồng xét duyệt bao gồm các cơ quan tư pháp đã họp và quyết định giảm án. Điều này khác biệt với trường hợp đặc xá khi việc ân xá được thực hiện theo các dịp đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. Trước đó, Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 4 năm 2014, bà Hằng đã được giảm 3 tháng tù, còn lại 2 năm 9 tháng tù giam với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Nếu không được giảm án, bà phải chấp hành xong toàn bộ mức án vào cuối tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, nhiều quyết định giảm án, bà Hằng đã hoàn thành việc thi hành án sớm hơn dự kiến. Hàng loạt cán bộ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ban hành 1.156 quyết định chuyển đổi mục đích đất sai luật, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Bị đưa ra xét xử Ngày 18 tháng 9, ông Võ Ngọc Hòa, nguyên chủ tịch huyện Đông Hòa, Lê Tấn Thảo, nguyên phó chủ tịch cùng 4 cựu công chức phòng tài nguyên và môi trường bị tòa án nhân dân Phú Xuyên xét xử về tội vi phạm về quản lý đất đai theo điều 229 Bộ luật hình sự. 17 bị cáo gồm một số người đã phạm tội vi phạm về quản lý đất đai, nguyên là lãnh đạo công chức thuộc phòng tài nguyên và môi trường, hai phường Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Trung, văn phòng đăng ký đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, ông Lê Tấn Thảo, Lưu Bá Hạnh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, tại huyện Đông Hòa nay là thị xã, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, ông Võ Ngọc Hòa và Lê Tấn Thảo, Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện, cùng một số lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường. Chuyên viên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao. Họ đã ký ban hành 1.119 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cây trồng hàng năm, lâu năm, và đất trồng lúa sang đất ở trái quy định với diện tích hơn 76.690 m2 giá trị gần 80 tỷ đồng từ năm 2013 đến 2018 nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn trong chính quyền huyện Đông Hòa vì động cơ vụ lợi cá nhân đã làm trái công vụ được giao. Những người này đã hợp thức hóa hồ sơ tham mưu ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa cấp 8 sổ hồng cho các hộ gia đình trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Lê Tấn Thảo, Lưu Bá Hạnh, Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa đã tin tưởng cấp dưới thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao nên đã ký cấp 8 sổ hồng trên, trong đó bị cáo Hạnh ký hai giấy gây thiệt hại hơn 230 triệu đồng. Quá trình điều tra, tất cả bị cáo đều thành khẩn khai báo bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 742 triệu đồng. Trong đó, ông Võ Ngọc Hòa bồi thường 200 triệu đồng, Lưu Bá Hạnh 60 triệu đồng, Lê Tấn Thảo 40 triệu đồng. Nhiều bị cáo thuộc gia đình có công với cách mạng là con của liệt sĩ, quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen. Trong ngày xét xử đầu tiên, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch, công bố cáo trạng, xét hỏi 12 bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan. Trả lời trước tòa, nhiều bị cáo cho biết thời điểm ký các quyết định chỉ muốn làm nhanh lấy ngân sách để phát triển kinh tế xã hội địa phương một số người cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên và nội dung của cáo trạng chưa thực sự chính xác đề nghị ngành chức năng giám định lại giá đất Mới đây, Ngô Thị Như Huệ, 39 tuổi, trưởng phòng kinh doanh công ty hóa chất Nam Phương và Nguyễn Đức Thành Huy, 35 tuổi, bị công an huyện Bình Thạnh bắt về hành vi mua bán trái phép chất độc quy định tại Điều 311 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, cảnh sát tiếp nhận trình báo của người dân về việc có gói hàng chứa chất bột màu trắng khả nghi giao nhầm đến nhà. Kết quả giám định cho thấy đây là 300 gram chất độc cyanur. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đó chỉ đạo công an quận Bình Thạnh phối hợp với nhiều đơn vị để điều tra. Lần theo các dấu vết, cảnh sát bắt được Huy, người bán chất độc thu giữ thêm 1 kg cyanur đang chờ bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định Huy đã sử dụng Facebook hóa chất Nam Phương và hóa chất Si Mạ để quảng cáo trao đổi mua bán chất độc cyanur. Khi có khách cần, người này đóng gói, giao cho họ thông qua dịch vụ giao hàng thu hộ. Huy khai từ tháng 3 đến nay đã bán hơn 100 kg cyanur cho nhiều người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nghi can này thừa nhận không quan tâm người mua có giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện sử dụng hóa chất độc hại này hay không. Mở rộng điều tra về nguồn cung cấp chất độc này, cảnh sát bắt thêm Huệ, trưởng phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương tại quận 12 thu giữ thêm 150 kg cyanur. Bà này bị cáo buộc lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp đã lập khống hợp đồng mua bán chất độc xia nua của công ty với các đối tác tuần ra ngoài bán cho người khác để hưởng tranh lệch. Cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, Huệ đã bán hơn 2,5 tấn xia nua cho 11 khách thu về gần 400 triệu đồng, trong đó chỉ riêng Huy mua chất độc về để bán lại kiếm lời bất chính, còn các trường hợp khác đều sử dụng vào khai khoáng và chế tác kim loại vụ án đang được mở rộng điều tra. Ngày 18 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán người xuyên quốc gia Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người, hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện một nhóm gồm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán người sang Trung Quốc. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để nhanh chóng điều tra xác minh bắt giữ các đối tượng có liên quan ngày 14 tháng 9 năm 2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh, ban chuyên án triển khai bảy tổ công tác đồng loạt bắt giữ khám xét đối với các đối tượng liên quan trong vụ án gồm Ma xeo xả sinh năm 1994, Sùng Seo Jin, sinh năm 1996, công chú tại xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, Ly Sao Nủ, sinh năm 1995, chú tại xã tảng Ngày Trồ, huyện Mường Khương, Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại thị trấn Nông Trường, Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Quá trình đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt chọn vợ lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để các đối tượng này bán vào sâu trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ. Bước đầu xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng có hành vi mua bán đối với 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm MTT, sinh năm 2005, trú tại huyện Mường Khương, STH, sinh năm 2006, trú tại huyện Bảo Thắng, TTM, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng và VTS, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La. Ban chuyên án đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, minh chứng hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội mua bán người theo quy định tại khoản 2. Điều 150 bộ luật hình sự do vậy cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng kể trên hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật